dẫn tự vệ chống hiếp dâm. Với tình huống bị đối tượng đè xuống rồi bóp cổ, chúng ta cần bình tĩnh thao tác các bước như sau. Bước 1, sử dụng tay vỗ vào mặt đối tượng hoặc dùng hai ngón cái chọc vào mắt đối tượng để đối tượng không thể áp sát mặt của đối tượng vào mặt ta để hôn hít sàm sỡ. Đồng thời hai bàn tay của đối tượng sẽ nới lỏng giúp chúng ta dễ thở hơn. Bước 2, thu tay lại, vắt hai tay sang hai bên cánh tay của đối tượng rồi nắm chặt. Bước 3, ghì và giật hai cánh tay của đối tượng xuống phần ngực của chúng ta, khiến đối tượng bị chúc đầu xuống. Bước 4, rút hai chân lên trong tư thế gập gối. Bước 5, sử dụng cùi chỏ đẩy sang ngang kết hợp vặn mình để đối tượng ngã lăn ra. Lúc này chúng ta đã biến đổi tình thế và tấn công ngược trở lại vào mặt, vào hạ bộ, sau đó chúng ta chạy thoát thân.